truyền khu vườn bí mật, chương 25, bức mành. Muôn vàng đóa hoa đang nở rộ trong khu vườn bí mật, và cứ mỗi sớm mai qua đi, những phép màu mới lại lộ ra. Trong tổ của chim ức đỏ đã thấy mấy quả trứng con mái đang nằm ấp bên trên chúng, giữ cho trứng được ấm bằng cái ngực nhỏ xíu đầy lông mịn và đôi cánh cẩn trọng của nó. Lúc đầu nom nó cũng có vẻ lúng túng lắm, khiến chim ức đỏ chồng phải trông chừng mọi người với vẻ bực bội. Trong mấy ngày đó, ngay cả Dickens cũng không dám đến gần cái góc kín đáo của chúng như mọi bữa, mà chỉ chờ đợi cho tới khi bằng vài câu thần chú thầm lặng, nó dường như nhắn nhủ tới đôi sinh linh bé nhỏ kia rằng không một sinh vật nào trong khu vườn lại không đồng cảm với chúng, không một ai là không thấu hiểu điều kỳ diệu đang xảy đến với chúng. Vẻ đẹp mênh mông, dịu dàng, ghê gớm, trang nghiêm và nao lòng của trứng. Nếu như có một ai đó trong vườn này không thấu hiểu đến tận cùng tâm can rằng nếu một quả trứng bị lấy đi hoặc bị đập vỡ thì cả trái đất này sẽ quay cuồng, lao bắn vào khoảng không vũ trụ để mà đi đến chỗ hủy diệt, nếu như có kẻ mà không cảm nhận được điều đó mà cư xử cho phải lẽ thì kẻ đó sẽ không bao giờ có được hạnh phúc dù đang giữ tiết xuân rạng rỡ. Nhưng may thay, bọn trẻ hiểu và cảm nhận được. Chim ức đỏ và bạn đời của nó cũng biết rằng chúng hiểu. Thoạt đầu, chim ức đỏ nhìn Mary và Colin hồi lâu với vẻ lo lắng. Vì một lý do bí ẩn nào đó, nó hiểu rằng nó không phải e ngại Dickens. Lần đầu tiên hướng đôi mắt đen lấy như hạt huyền vào Dickens, nó đã biết rằng thằng bé không phải kẻ lạ mặt. Dickens có thể nói được ngôn ngữ của chim ức đỏ, nói giọng chim ức đỏ với một con chim ức đỏ cũng tựa như nói tiếng Pháp với một người Pháp vậy, và nó là một ngôn ngữ riêng không lẫn vào đâu được. Dickens thường dùng ngôn ngữ ấy để nói riêng với chim, cho nên những tiếng linh tinh kỳ quặc mà nó nói với con người cũng chẳng ảnh hưởng chút nào. Chim ức đỏ cho rằng thằng bé nói những tiếng linh tinh với họ cũng phải thôi, bởi họ đâu đủ thông minh để hiểu ngôn ngữ loài chim. Mỗi cử động của Dickens cũng lựa theo đôi chim. Chúng chưa bao giờ phải bất ngờ giật mình bởi hiểm nguy hay một mối đe dọa nào đó. Bất kỳ con chim ức đỏ nào cũng hiểu thằng Dickens, nên sự có mặt của nó không làm chúng e ngại. Hồi đầu, chúng cũng cảnh giác trước hai đứa bé kia. Đầu tiên là một thằng bé vào vườn không phải bằng đôi chân của nó. Nó được đẩy trên một vật gì đó có hai chiếc bánh tròn tròn, trên người phủ mấy tấm lông thú gớm ghiếc. Riêng việc ấy thôi cũng đủ đáng ngờ rồi. Đã thế, khi nó đứng dậy và bước đi thì cũng với cái cách khác thường, chẳng giống ai, và mấy đứa kia phải giúp đỡ nó. Chim ức đỏ thường ẩn mình trong một bụi cây mà theo dõi cảnh tượng ấy một cách lo âu. Cái đầu nó nghiêng ngó hết bên này lại bên kia. Nó cho rằng những chuyển động chậm chạp ấy cho thấy thằng bé sắp vồ nó đến nơi, như bọn mèo đáng ghét. Hễ khi nào bọn mèo chuẩn bị vồ cái gì, chúng thường trường sát mặt đất thật chậm rãi. Có tới vài ngày, chim ức đỏ đem kể chuyện này với bạn đời của nó, nhưng sau đó nó quyết định không nhắc tới nữa, bởi con mái hải hùng đến nỗi nó lo điều đó có thể làm hại ổ trứng đang ấp. Khi thằng bé bắt đầu tự đi lại được, thậm chí mỗi lúc một nhanh hơn, chim ức đỏ mới như trút bỏ được gánh nặng. Nhưng trong suốt một thời gian dài, hay ít ra cũng dài với chim ức đỏ, thằng bé đó là nguồn cơn nỗi lo lắng bồn chồn của nó. Thằng bé đó không hành động như những con người khác. Nó có vẻ thích đi lại lắm thì phải, nhưng chốc chốc lại ngồi xuống hoặc nằm kềnh ra một lúc, rồi mới bò dậy với vẻ bối rối để làm lại từ đầu. Cho tới một ngày nọ, chim ức đỏ nhớ ra hồi nó được bố mẹ dạy bay, nó cũng phải học những động tác tương tự. Thoạt đầu họ học bay với những quãng ngắn rồi nghỉ lấy sức. Trong đầu nó lóe lên ý nghĩ rằng thằng bé đang học bay, hay đúng hơn là học đi. Nó bèn kể điều đó cho bạn đời nghe, và lúc nó bảo với con chim mái rằng trứng của mình cũng sẽ phải tập tành như vậy khi đã được nuôi nấng cho cứng cáp lên, thì con mái mới hoàn toàn yên tâm. Thậm chí nó còn trở nên tò mò háo hức và tìm thấy niềm vui trong việc quan sát thằng bé ngay dưới tổ của nó, dù trong thâm tâm nó cho rằng các con nó rồi đây sẽ thông minh và giỏi giang hơn thế. Nhưng nó cũng tự nhủ với vẻ bao dung rằng con người thường vụng về và chậm chạp hơn lũ chim non. Bọn họ chưa bao giờ thực sự biết bay. Ta chưa từng thấy họ trong không gian hay trên các ngọn cây.
Chẳng bao lâu sau, thằng bé đã có thể đi đứng bình thường như bao đứa trẻ khác. Chỉ có điều cả ba lúc này làm những việc chẳng bình thường chút nào. Chúng đứng dưới mấy tán cây rồi cử động tay, chân, đầu theo cái lối nom chẳng ra đi, chẳng ra chạy, cũng chẳng ra ngồi. Chúng tiến hành các động tác ấy vào những lúc xen kẽ trong ngày, và chỉ mức đỏ không tài nào giải thích nổi cho con mái nghe xem chúng đang làm gì. Nó chỉ có thể cam đoan với vợ rằng đừng sợ bọn trứng của mình cũng bắt chước rồi đập cánh bay đi mất. Thấy thằng bé thông thạo tiếng chim cũng đang tập cùng với chúng, đôi chim càng yên tâm rằng mấy cử động kia chẳng hề nguy hiểm. Dĩ nhiên, cả con chim mức đỏ lẫn bạn đời của nó đâu biết gì về nhà vô địch môn vật Bob Haworth cùng với các bài tập cơ bắp của anh ta. Loài chim mức đỏ chẳng có gì giống với con người. Ngay từ những ngày đầu đời thì cơ bắp của chúng đã phải luôn luyện tập rồi, và chúng tự phát triển theo một phong cách tự nhiên nhất. Nếu ta phải tự bay kiếm ăn như chúng, chắc hẳn các cơ bắp của con người cũng không đến nỗi teo mòn. Khi thằng bé đã đi lại, chạy nhảy, đào xới và gieo trồng như mấy đứa kia, thì chiếc tổ chim trong góc vườn đắm chìm trong một bầu không khí vô cùng thanh bình và mãn nguyện. Mọi nỗi lo sợ cho sự an nguy của mấy quả trứng nay đã lùi vào dĩ vãng. Giờ đây, nó tin rằng bọn trứng sẽ được an toàn như thể được khóa kỹ trong một hầm két nhà băng. Và sự thật mà nói, việc chứng kiến những chuyện kỳ cục đang diễn ra trước mắt lại là một việc bận rộn thú vị nhất đối với nó. Vào những ngày ẩm ướt, chim mẹ thậm chí còn cảm thấy hơi buồn vì bọn trẻ không đến chơi khu vườn. Nhưng đối với Mary và Colin, kể cả trong những ngày ẩm ướt cũng không thể bảo rằng chúng rầu rĩ. Một buổi sáng trời mưa dai dẳng không dứt, Colin bắt đầu thấy bồn chồn vì cứ phải nằm lì trên sofa. Nhưng lúc này mà ra ngoài kia thì chẳng an toàn chút nào. Mary bỗng nảy ra một ý. Giờ đây tớ đã trở thành một chàng trai thực sự, Colin bảo. Chân, tay và cả cơ thể tớ tràn ngập một thứ phép màu mà tớ không tài nào kiềm chế được. Lúc nào tớ cũng muốn làm một cái gì đó. Mary, cậu biết không, sáng nay tớ thức dậy trời mới hé rạng. Ngoài kia chim chóc đã ríu rít gọi nhau, và muôn loài dường như muốn cất tiếng hò reo vì vui sướng. Cả cây cối và các vật vô tri vô giác cũng thế. Tớ chỉ muốn nhảy bổ ra khỏi giường mà gào lên. Nhưng chỉ e một nỗi, nếu tớ mà làm vậy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mary cười khúc khích. Nếu thế thì cô bảo mẫu và bà Medlock sẽ đâm bổ tới ngay. Họ quả quyết rằng cậu lại phát rồ và ngay lập tức cho mời ông bác sĩ. Colin cũng cười theo. Nó có thể hình dung rõ ràng mặt mũi từng người vào lúc ấy. Họ sẽ hoảng hốt ra sao trước cơn bộc phát của nó, và sững sờ thế nào khi tận mắt thấy nó đứng thẳng tắp. Tớ ước gì cha tớ sớm trở về. Tớ muốn tự mình nói để ông ấy hay. Lúc nào tớ cũng nghĩ đến giây phút đó. Nhưng chúng ta không thể tiếp tục lâu hơn được nữa. Tớ không thể chịu nổi cứ phải nằm lì như thế này mà giả bộ nọ kia. Vả lại, giờ tớ trông khác hẳn trước. Ước gì hôm nay trời đừng có mưa. Chính lúc ấy cô chủ Mary nảy ra một ý hay. Colin này, con bé mào đầu với vẻ đầy bí ẩn. Cậu có biết trong ngôi nhà này có bao nhiêu căn phòng không? Tớ đoán chừng 1000. Trong đó có khoảng 100 căn phòng mà chưa hề có ai lui tới. Mary bảo, vào một ngày mưa gió, ta đã đi và ngó rất nhiều phòng trong số đó. Không một ai hay biết, mặc dù bà Medlock gần như đã phát hiện ra tớ. Tớ đã lạc đường vào đúng lúc quay trở lại và tớ dừng chân ở cuối hành lang dẫn đến phòng cậu. Đó chính là lần thứ hai tớ nghe thấy cậu khóc. Colin ngồi bật dậy trên sofa. 100 căn phòng chưa hề có ai lui tới. Nó thốt lên, nghe cứ như lại có một khu vườn bí mật nữa ấy. Tớ cho rằng ta nên tới đó xem sao. Cậu nên đẩy xe giúp tớ và không ai biết chúng mình đi đâu. Đó chính là điều tớ đang nghĩ. Mary bảo, không kẻ nào dám cả gan đi theo chúng ta. Có bao nhiêu phòng tranh mà cậu cần tham quan. Chúng mình còn có thể tập thể dục luôn. Mà này, có cả một căn phòng bài trí theo kiểu Ấn Độ. Trong đó có một cái giá treo đầy những con voi làm từ ngà voi đấy. Thôi thì đủ các phòng. Rung chuông đi, Colin bảo. Chờ cô bảo mẫu bước vào, nó ra lệnh. Tôi cần chiếc xe đẩy. Cô Mary và tôi định đi thăm nom phần nhà chưa sử dụng đến. Anh John có thể đẩy xe cho tôi tới các phòng trưng bày tranh, bởi vì muốn tới đó phải qua mấy cầu thang.
tới nơi rồi anh ta cứ việc đi, để chúng tôi một mình cho tới khi tôi gọi anh ta. Những ngày mưa gió đã chẳng còn đáng sợ nữa trong buổi sáng hôm ấy. Khi người hầu đã đẩy chiếc xe vào giữa phòng tranh rồi để lại hai đứa đúng như lệnh, Colin và Mary đưa mắt nhìn nhau đầy sung sướng. Đợi Mary chắc chắn John đã về tới chốn ăn ở của anh ta ở dưới tầng trệt xong, Colin bèn đứng phắt dậy khỏi chiếc xe đẩy. Tớ định bắt đầu lần lượt hết phòng này rồi sang phòng khác, thằng bé nói. Sau đó tớ sẽ nhảy và ta sẽ cùng làm mấy động tác thể dục của Bob Haworth chơi. Chúng thực hiện ngay những điều vừa nói cùng nhiều việc khác nữa. Khi ngắm các bức tranh chân dung, chúng phát hiện ra bức vẽ một đứa bé gái xấu xí trong bộ y phục gấm theo kim tuyến màu xanh và đang nâng con vẹt trên ngón tay nó. Người trong tất cả các bức chân dung này, Colin bảo, chắc phải bà con họ hàng với tớ. Họ sống cách đây lâu lắm rồi. Người nâng trên tay con vẹt kia, tớ tin rằng là một trong những cụ kỵ tằng tổ 8 đời nhà tớ. Cô ấy nom giống cậu thật đấy, Mary ạ. Nhưng không phải cậu bây giờ, mà là hôm mới đến đây kia. Bây giờ trông cậu khá hơn, xinh hơn. Cậu cũng vậy, Mary đáp. Cả hai cùng bật cười. Chúng bước vào căn phòng bài trí theo lối Ấn Độ và tỏ ra thích thú với bầy voi làm bằng ngà. Chúng phát hiện ra một phòng the có chăn tấm gấm thêu kim tuyến màu hồng và tấm đệm bị chuột cắn thủng. Lũ chuột bây giờ đã sinh sôi nảy nở và chạy tứ tung, còn cái lỗ thủng thì trống hoác. Chúng thấy nhiều phòng, phát hiện ra nhiều thứ hơn những gì Mary tìm thấy trong lần thăm đầu tiên. Chúng thấy những hành lang mới với những khúc ngoặt và dãy bậc thang giữa hai tầng nhà, cả những bức tranh cổ mà lần trước Mary chưa từng thấy, chưa kể đến rất nhiều thứ đồ cổ kỳ quái không biết dùng vào việc gì. Đó là một buổi sáng thú vị lạ lùng, và cảm giác vừa được lang thang với những người lạ trong cùng ngôi nhà, vừa cảm thấy giữa chúng với họ là nghìn trùng xa cách, quả là một điều hấp dẫn. Tớ rất vui vì chúng mình đã đến đây, Colin bảo. Tớ không ngờ mình lại sống trong một tòa nhà đồ sộ, lạ lùng và cổ kính đến thế. Nhưng tớ thích nó. Từ giờ, hễ hôm nào mưa thì ta lại đi loanh quanh nhé. Thế nào ta cũng tìm ra những góc khuất mới cùng những thứ lạ khác cho mà xem. Hôm ấy, chúng tìm ra được bao nhiêu thứ và đói bụng đến mức khi trở về phòng của Colin, chúng chẳng thể nào bỏ qua được bữa trưa. Khi cô bảo mẫu bưng chiếc khay xuống dưới nhà, cô đặt nó thật mạnh xuống chạn bát đĩa trong bếp, đến nỗi bà bếp Loomis phải giật mình ngoái lại và nhận ra đĩa nào đĩa ấy đều nhẵn bóng như lau. Nhìn mà xem, cô bảo, một ngôi nhà bí hiểm và hai đứa nhóc chính là những điều bí hiểm lớn nhất. Nếu ngày nào chúng cũng chén đầy như thế này, anh hầu trẻ vạm vỡ tên John bảo, thì chỉ riêng cậu bé thôi sẽ nặng gấp đôi tháng trước. Lúc ấy thì tôi đến phải thôi việc mất, vì sợ gắng sức quá mà đứt cả gân. Chiều hôm ấy, Mary nhận thấy có một điều gì đó mới mẻ xảy ra trong phòng Colin. Nó đã để ý đến chuyện này từ hôm trước nhưng chẳng muốn nói ra, bởi nó cho rằng sự thay đổi ấy chẳng qua chỉ là tình cờ. Ngay cả hôm ấy, nó cũng không nói mà chỉ ngồi dán mắt vào bức tranh treo tường phía trên lò sưởi. Nó có thể ngắm được bức tranh bởi vì tấm màn che đã được vén sang một bên. Đó chính là sự thay đổi mà Mary nhận ra. Tớ biết cậu đang muốn tớ kể cho nghe chuyện gì rồi, Colin bảo, sau khi con bé ngước lên nhìn ít phút. Tớ thường đoán được mỗi khi cậu muốn tớ cho cậu biết một chuyện gì đó. Cậu đang ngạc nhiên vì tấm màn bị vén sang bên chứ gì? Tớ định cứ để nguyên như vậy. Tại sao? Mary hỏi. Bởi vì giờ đây nó không còn làm tớ tức giận mỗi khi nhìn thấy bà đang mỉm cười. Cách đây hai đêm, tớ đã tỉnh giấc lúc ánh trăng vằn vặt rọi vào phòng. Tớ có cảm giác như phép màu ngập tràn cả khắp căn phòng này, khiến mọi thứ trở nên lộng lẫy đến nỗi tớ không tài nào ngủ được nữa. Tớ ngồi dậy và nhìn qua cửa sổ. Cả gian phòng tràn trề ánh sáng và một vệt trăng sáng đồng lại trên tấm màn che. Rồi không rõ vì cớ gì, tớ đi ra kéo sợi dây gai kia. Bà nhìn xuống tớ, dường như bà đang mỉm cười sung sướng vì tớ đã đứng dậy được. Chính bởi vậy nên tớ muốn ngắm bà. Lúc nào tớ cũng muốn thấy bà cười như thế. Tớ nghĩ có lẽ bà là một trong những người làm ra phép màu. Lúc ấy, tớ thấy cậu giống bà quá đỗi, Mary bảo. Đã có lúc tớ thầm nghĩ,
Biết đâu cậu chính là hồn phách của bà trong hình hài một cậu bé. Ý nghĩ lạ lùng ấy dường như gây ấn tượng mạnh mẽ với Colin. Nó suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi trả lời. Nếu tớ quả là hồn vía của bà thì chắc cha tớ sẽ thích tớ hơn. Cậu có muốn được ông yêu quý không? Mary gặng hỏi. Tớ thường căm hận ông bởi ông đã không thích tớ. Nhưng nếu ông yêu quý tớ, tớ nghĩ tớ sẽ kể cho ông nghe về phép màu. Điều đó có thể khiến ông vui sướng. Hết chương 25.